giới uẩn vân vân năm uẩn cùng với giải thoát vân vân đối với sự thù thắng giải thoát của tất cả pháp cùng với giải thoát vân vân chư phật ba đời cùng với giải thoát vân vân chư pháp ba đời cùng với giải thoát vân vân, đời, thoát vân, vân tất cả sự tùy hỷ và sự hồi hướng cùng với giải thoát vân vân các căn thành thục biến hóa của phật và đệ tử các độc giác cùng với giải thoát vân vân sự chứng đắc niết bàn của phật và đệ tử các độc giác cùng với giải thoát vân vân các pháp pháp tánh của chư Phật Bồ Tát độc giác thanh văn cùng với giải thoát vân vân tất cả hữu tình và tất cả pháp pháp tánh kia cùng với giải thoát vân vân như các pháp tánh không buộc không mở không nhiễm không tịnh không khởi không tận không sanh không diệt không lấy không bỏ ta đối với công đức thiện căn như thế hiện tiền tùy hỷ đem thiện căn này cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Tùy hỷ hồi hướng như thế chẳng phải tùy hỷ hồi hướng, không chỗ tùy hỷ, không chỗ hồi hướng, tùy hỷ hồi hướng như vậy chẳng chuyển chẳng dừng, không sanh diệt. Thiện hiện tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ Tát này, đối với sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng khác là tối tôn là tối thắng, nói rộng như trước. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu tùy hỷ hồi hướng như thế, mau chóng chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề lại nữa thiện hiện nếu các thiện nam thiện nữ vân vân phát tâm đại thừa giả sử ở trong mười phương hằng hà xa vân vân thế giới của tất cả như lai và các đệ tử dùng hữu tướng có sở đắc làm phương tiện chọn đời thường đem các vật thượng diệu cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen sau khi chư như lai và các đệ tử nhập niết bàn dùng bảy báu xây dựng các tháp cao rộng thờ xá lợi ngày đêm tinh cần lễ bái nhiễu quanh bên phải, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại dùng hữu tướng và có sở đắc làm phương tiện, tinh cần tu hành bố thí cho đến bát nhã và thiện căn khác cũng có các thiện nam thiện nữ vân vân khác phát tâm đại thừa dùng vô tướng và vô sở đắc làm phương tiện tu hành thiện căn tương ưng với sáu pháp ba la mật đa phương tiện thiện xảo phát sanh tùy hỷ đối với tất cả công đức thiện căn khác đem thiện căn này cho các hữu tình một cách bình đẳng rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề các thiện nam thiện nữ vân vân này do nhỏ phương tiện thiện xảo tùy hỷ hồi hướng bát nhã ba la mật đa sự tạo tác công đức này của các thiện nam tử phát tâm đại thừa thủ thắng hơn trước đã nói gấp trăm phần, ngàn phần, muôn ức phần, cho nên nói tùy hỷ hồi hướng như thế đối với thiện căn là tối thắng vân vân. Thế nên thiện hiện các đại Bồ Tát phát khởi tâm đại thừa nên dùng vô tướng và vô sở đắc làm phương tiện, tinh cần tu thiện căn tương ưng với bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa và dựa vào phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa đối với công đức thiện căn của chư như lai và các đệ tử, phát sanh tâm tùy hỷ hồi hướng không điên đảo. Nếu đại Bồ Tát có thể dùng vô tướng và vô sở đắc làm phương tiện, tâm tùy hỷ hồi hướng thì đại Bồ Tát này mau chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai